Chào các em, hôm nay giáo sẽ hướng dẫn các bạn làm cái tiết 2. Tiết 2 này thì nó gồm có tất cả là 5 bài toán, 2 bài trang 6 và 3 bài trang số 7. Bây giờ mình sẽ làm cái bài trang số 6 tiếp. Bây giờ cái bài 1 thì yêu cầu là điền số lớn, số bé và số bằng. Đó. Thì số lớn là dấu mũi nhọn quay phải, nhỏ mũi nhọn quay phía trái. Giờ mình so sánh cái cột A này, so sánh cái IA này, hai vế phía bên trái và bên phải. Ở đây bạn thấy 10.999 thì ở đây có 5 chữ số, này có 4 chữ số. 5 chữ số thì nhiều hơn 4 chữ số và lớn hơn, điền số lớn. Cái này là 83.600, 83.700, 83.700, 83.700. Vậy thì ở đây có 600, lớn hơn 700, cái này cũng là lớn, bé hơn 6, bé hơn 7. Cái này 42.000, cái này 41.000, vậy thì 42 phải lớn hơn 41. Đấy. Sang bên này. Sang bên này thì các bạn cũng quan sát thì giáo hai vế nhá. Cái vế bên tay trái là số, còn vế này được chuyển thành tổng, xem tổng nào. 7.000 cộng 500 cộng 40 cộng 2 a phải 40 đây, bé hơn 50 đây, nằm 50. Đây 40. Thì 5 phải lớn hơn 4 thì điền số lớn vào đây. Đó. 60.000 các em quan tâm đến bên phải. 60.000 cộng 8.000 cộng 700 cộng 4. Này đúng rồi, mày bằng, này bằng. Này bằng nhau. 90.000 cộng 900 cộng 90. 90.000 này nha. Này đây rồi. 900 này rồi, cộng 90 có cái này bằng nhau. Đấy. Thế là xong, vậy là chúng ta xong bài số 1. Đến bài số 2. Bài số 2 thì người ta bảo là khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Đấy, không có cái đỡ cầm tay mỏi quá. Ra chứ. Nó có 4 số, 41, 7 40, 39, 50, số bé nhất là, vậy thì đây sẽ là 39.000 này. Em tìm số nào có 39.000, A, B, C, ở đây này, C, 39.000, khoanh vào, này dễ quá, không nhỉ? B này, số nào dưới đây có chữ số hàng nghìn là 5, hàng nghìn, vậy mình quan tâm hàng nghìn này, 2.000 này, 5.000 này, 1.000 nó về đây rồi, hàng nghìn là 5, nó hàng nghìn là 5 mà, thì mình chọn luôn đây, chục nghìn là 8, hàng nghìn là 5, vậy thì chắc chắn là này rồi, xong bài tập số 2. Bài tập số 2 còn IC nữa, IC nữa. Số dân của một phường là 16.469 người. Số dân của phường đó làm tròn đến hàng trăm là, hàng trăm mình để hàng trăm nhé, hàng trăm này. Đây 69 thì mình phải làm tăng lên là 5 đúng không? Vậy thì nó sẽ là 16.500. Vậy thì nó sẽ là đây, đây 16.500 là ID. Đấy, xong bài tập số 2. Giờ ta sang bài tập số 3. Bài tập số 3 này người ta chọn bên vế tay, nó có hai vế, vế bên tay phải, vế tay trái. Tay trái là đoàn tàu. Đoàn tàu này thì mang cái dãy tổng trên cầu, nhưng mà còn ổ trống, ổ trống. Rồi. Bên này thì đường dây, xem đường tàu, tàu nào chọn đường dây nào. Và đường dây này mang số, chọn đúng đường dây có chặt bánh phát là đi cả đoàn luôn này. Rồi bây giờ ta xem cái nối này, nối đây họ nối đây rồi. 8397, 8397. Vậy thì cái này chắc chắn là số 7 ở đây rồi. Cái này nối đây 70.691, 70.600, vậy thì cái này phải là 90. Đoạn tàu thứ 3 là nối ở trên này 90.486, 90.000. Vậy đây phải là 400 cộng 80 cộng 6. Đoạn tàu cuối cùng nối đây. Đường dây này mang số là 45.203. Vậy thì ở đây người ta cho số này là phải là 40.000. 40.000, 40 này, thêm 3 số 0 nữa. Ok. Xong bài tập 3. Bây giờ mình sang bài tập 4. Bài tập 4 này ta phải đọc, trước khi mình phải đọc đầu bài đó nha. Các em đọc đi. Trong 4 ngày cuối của tuần chiến dịch tiêm chủng mở rộng thành phố Đại Dương, thành phố Đại Dương bên nào đâu rồi. Đã tiêm được số liều vaccine sởi như sau. Bệnh sởi này hay bị vào mùa hè này. Trẻ con nó sốt, nó mọc mụn đấy. Thứ 5 tiêm ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 4 ngày à. Rồi. Thứ 5 29.600 liều. Rồi. Thứ 6 là 26.986 liều. Thứ 7 là 31.875 liều. Chủ nhật là 32.008 liều. Rồi. Câu B. Hai câu trả lời là câu A người ta cho như sao? Người ta bảo là thành phố Đại Dương tiêm được nhiều, thành phố Đại Dương tiêm được nhiều liều vaccine nhất vào ngày chấm chấm.
À, tức là cái số tiêm nhiều nhất à, nhiều nhất thì nhìn lại xem số nào to nhất là nhiều nhất này. 32 vào chủ nhật. Vậy thì vào ngày chủ nhật thì em phải là chủ nhật. Thành phố đại dương lại tiêm được ít liều vaccine nhất vào ngày. Đấy, vào ngày cái này là 29 cái này 26 là thứ sáu. Chứ cẩn thận mà. Thứ 6. B. Tên các ngày sắp xếp theo thứ tự tiêm được số liều vaccine từ nhiều nhất đến ít nhất. Nhiều nhất là chủ nhật đúng không? Nhiều nhất đến ít nhất. Chủ nhật, cái chữ chủ nhật vào đây. Chứ phải à, chủ nhật rồi đến thứ 7. Thứ 7. Rồi đến thứ 5. Rồi đến thứ 6. Cái này các em sắp xếp theo cái số từ lớn đến bé đấy. Cái này giáo viết nhầm chỗ này, anh phải viết là đây này, cái chỗ này viết hoa, thứ 7 là hoa đấy. Vậy là xong bài tập. Bây giờ mình sang cái bài số 5. Viết số thích hợp vào trụ chấm, lấy các que tính xếp thành cái số 39.458 như sau. À, 39.458 người ta xếp bằng quy tính này. Đấy, như kiểu số 3 này là có 1 2 3 4 5 quy tính. Đấy, như thế, xếp vào. Thế thì em nhầm cái này, phải chuyển đây. Đây thành chuyển bỏ này ra thì thành số 9 đúng không? Thì mình sẽ chuyển cái chỗ này này, cái chỗ này này. Đấy, chuyển nó lên đây, chuyển cái nó vào chỗ này. Đấy. Thì sẽ thành là 99.459. Đấy. Xem các bạn nào không, chắc thầy nghĩ ra vậy rồi. Sau đó lại chuyển chỗ hai que tính xếp được số bé nhất có thể. À, chuyển hai que tính gặp hai que tính thì mình sẽ như này, chuyển thành số bé nhất có thể. Bé nhất có thể thì ối trời, vậy thì phải chuyển này thì mới chuẩn. Phải bỏ này đi, chuyển một que vào đây. Đấy. Chuyển cái số 1 là chuyển vào đây luôn. Đấy, số 1 chuyển vào đây luôn. Số 1 này chuyển vào 3 thì cái này chuyển vào đây. Đấy. Sau đó cái này thì chuyển lên đây luôn. Đấy, bỏ cái này đi, đúng không? Đây là chuyển lần thứ 2. Bỏ này đi, chuyển lên đây luôn. Đây là chuyển lần thứ 2, có 2 lần chuyển mà, đúng không? Và cái chỗ này nó sẽ thành là kết quả nó sẽ là 33.000. Đấy, 33.000. 358. 358. Ok, chắc vậy thôi. Xem còn cách nào khác hay không. Các bạn xem nhé. Nếu mà có cách nào khác các bạn bảo thầy nhé.